Hiện tại thì anh em nào có nhu cầu mua Robert giá rẻ uy tín nhanh chóng thì hãy ghé robertviet.com nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Kinh Biết nhé anh em, giữa kiểu tâm bảo trái lớp lớp của Bo Hancock và cái cây kiếm của Santa tóc đỏ này kia. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ làm cái clip không liên quan tới hai cái vấn đề đó nhé anh em. Thì trái lớp lớp nói chung thì mình cũng đã sử dụng qua rồi. Hiện tại thì mình nghĩ trái này dồn đam đánh nhau đánh boss này kia rất là ok đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ á thì mình farm á đó là được 9 triệu rồi anh em ạ. Sau mà khoảng thời gian mà kiểu bỏ bỏ mấy chục triệu Bailey trong game này nè, mua tìm mua cái trái quay á, quay lần 250 ngàn kiếm cái đô nhưng mà nó không có ra. Thì thiệt sự bây giờ á mình chỉ còn cách cuối cùng đó là bỏ 7 triệu rưỡi ra để mua cái trái cây đô sử dụng thử sau khi nó update nhé anh em. Bây giờ là đi về đảo Tây Hồ để mua. Ở trong server treo với Bertone nè, Bertone cũng đang treo để kiếm cái cây kiếm xanh tóc đỏ luôn anh em ơi. Mình thì mình đã đánh được hai con rồi nhưng mà nó không có ra, khá là đen cho mình. Mình anh em thấy đó, 2000 cáp full drop rồi nha. Full cáp sáng giờ là đánh ba con odd luôn, mà tiền nó mới lên như vậy, tiền lên nhanh chóng mặt luôn. Chơi có 9 triệu nè. Giờ mình sẽ mua thử cái đồng cây đô mình sử dụng luôn nha. Cái lớp lớp hiện tại á mình đánh giá khá là cao luôn, nếu mà anh em nào chưa sử dụng thì hãy nên mua sử dụng thử nha. Nó đánh rất là toàn diện luôn, từ kiểu như đánh mà kiểu vừa đánh vừa chạy, đánh hit and run, hoặc là nếu mà anh em hóa đá được áp sát vào chỉ cần vơi một phát thôi là dính ít hóa đá, vơi một phát là bay màu liền, mạnh lắm. Ai sử dụng thì cứ mua sử dụng thử đi, không làm anh em thất vọng đâu. Nhưng mà nó mình chỉ không thích một cái là trái quỷ nó không bay được thôi, còn trái đồng cây đô á thì mình nghĩ chắc là trong đây đã có một số bạn đã sở hữu rồi và những bạn vẫn chưa sở hữu được nó, tại nó cũng khá là mắc, 7 triệu rưỡi Bailey. Đối với những anh em nào xuyên chăm farm á thì có thể là đã sở hữu rồi, mà đối với những mấy bạn mà kiểu như mình hồi xưa đi rất là làm biến cài cuốc thì mình nghĩ chắc là chưa biết trả lại cái đô. Hồi xưa thì thật sự thì hồi xưa mình chưa bao giờ mình dùng cái con số 7 triệu rưỡi Bailey để mình đi mua trái quỷ cây đô cả. Hồi xưa anh em nhớ mình có trái quỷ cây đô là sao không? Mình bỏ 250 ngàn ra mình quay, nó hên nó lại ra trái cây đô. Đọc vậy á chứ. Còn bây giờ mình mới bỏ, thật sự là bỏ 7 triệu rưỡi ra để mình mua trái cây đô mình sử dụng thử nè anh em. Đó, bây giờ mình sẽ đi về đảo Tân Thủ. Đảo Tân Thủ mình nhớ thì nó nằm em bên đây. Mình nhớ không sai rồi anh em ạ. Bây giờ là hết lạc đường rồi. Đây là hết lạc đường rồi nha. Không phải như xưa ở đâu. Xưa còn lạc đường chứ bây giờ làm sao lạc đường được. Bây giờ mình có thể kiểu nhìn nhìn được cái kiểu như hình dáng của cái đảo thì mình biết đảo đó là đảo gì anh em ạ. Hồi xưa thì kiểu đúng là mù đường luôn á, cứ đi theo cảm tính tới đảo nào hay đảo đó. Còn bây giờ thì không nhá, bây giờ là biết đường nhá anh em. Mình nghe nói trái đồng cái đô khi mà nó làm lại rất là mạnh luôn, mình chưa sử dụng thử bao giờ, bây giờ mình sẽ thử sử dụng. Còn cái thanh kiếm của son tóc đỏ thì mình nghĩ chắc là do nhân phẩm thôi anh em ạ. Tiếp tục bữa nay thì mình sẽ đánh để tìm nó nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mua trái quỷ cây đô trước. Tí nữa mình sẽ dùng trái quỷ cây đô để mình đánh son tóc đỏ cho anh em. Dùng trái cây đô của một tứ hoàng khác đánh với một tứ hoàng cục tay hội hội ta kêu là hội hội khuyết tật của One Piece nhé anh em. Hội khuyết tật mạnh nhất của One Piece. Ok. Đó, cái con nhân vật này cái gì, cái con admin bán đồ nói chuyện dễ thương. Đây trái lớp lớp nhé, trái lớp thì nó chỉ có một triệu BD thôi, anh em nào coi tiếp trước thì sẽ biết. Đó, bây giờ thì mình sẽ mua trái trồng cái đô với giá là 7.500.000 BD nhé anh em. Mua trái này xong thì nó sẽ chết thì mình sẽ về lại cái đảo của con đó. Nói chung là mình sẽ ra mình thử thêm test down nha. Mình full đẹp trái quỷ với anh em. Full đẹp trái quỷ. Biến rồng bự coi. Rồng bự là nào? Rồng bự là nào anh em chơi đúng không? Ủa? Biến rồng lúc nào vậy? À yes yes. Ủa con rồng mà nó bị cắm đầu anh em. Rồng bị gì vậy? What the hell? Rồi rồi. Rồng bị cắm đầu anh em ơi.
không bị cắm đầu. Cái mình nghĩ cái đó, cái chiêu chiêu Silage nó sửa lại mạnh lắm. Chiêu Silage là chiêu nào vậy? Ồ ồ, nổ ghê nhờ. Chết rồi, mà phải để mình tắt cái con rồng cái đi ra ngoài, mình biến bự, mình đi đứng ở trên mình biến bự, mình bay anh em à, chứ đứng chỗ đó nó không biến bự lên được. Nó biến bự lên nó bị cái gì nè, nó không bay được nè. À, bấm ít nó mới bay anh em à. Gọi mình là mình đó anh em, con rồng nè, này là con đun á chứ con rồng gì trời, nhìn nó đù sao á. Mà nói chung là nghe nó làm lại rất là mạnh luôn. À, như là cái chiêu nào ta, chiêu V nè, đây chiêu mạnh nhất là chiêu này. Đó, nó thả theo hức nha, hồi xưa thì nó chỉ có bắn ra một tia thôi. Ủa nhưng mà nó không chết ta. Ủa không chết ta. Ồ, chưa quen với trái này lắm anh em ơi. Điểm kiếm thì cũng đã full rồi, đang chờ cái kiểu là lấy được cây kiếm của xanh tóc đỏ là easy luôn, là full đồ, full đồ phá đảo game luôn nha anh em, full đồ là phá đảo game luôn rồi đó. Cái trái này nó mạnh như thế nào mình chưa hiểu nữa, chưa hiểu cơ chế của trái này gọi là mạnh sao. Đây cho anh em coi lại con rồng đó. Con rồng, con này là con rồng đúng không, phải con rồng không anh em? Mình thấy nó không giống con rồng tí nào hết á. Đó, đứng dậy cho anh em dễ dành nè. Bây giờ sẽ đánh cái con boss ở dưới. Vì cái hét này là đứng gần nó không, đứng gần nó mới mất máu. Còn chủ yếu là cái chiêu, hai chiêu này nè, dùng đao trúng là nó mới mạnh được. Đó, 7 hit, 8 hit luôn, 10 hit luôn. Xin mấy anh em. Cái này thì anh thấy nó hơi yếu, không phải hơi yếu mà kiểu cái anh xài cái lớp anh thấy dùng combo nó mạnh rồi, bây giờ anh chuyển qua trái này anh thấy nó hơi cùi cùi anh em ạ. À, nhưng mà nghĩ không sao, nếu mà ai có chơi game kinh biết thì hãy nên sử dụng một lần cái quỷ mạnh nhất của game nhé anh em. Gọi là mạnh nhất của game thì hiện tại thời điểm bây giờ thì mình nghĩ không biết nó có đúng hay là không, khi mà nó mới vừa update trái quỷ mới, không biết nó có búp đam trái đó hay là không, mình không biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ trái quỷ 7,5 triệu thì nó phải hơn cái trái quỷ 1 triệu đúng không mọi người? Đó. Thì mọi người nào mà kiểu như mà có cài được tiền á thì hãy là sử dụng một lần trái này. Đây, mình sẽ đánh lại một lần chiêu nữa. Trái này là sau khi update là nó đã được sửa lại rồi nhé mọi người. Nó được đã được sửa chiêu lại hết rồi, hầu hết là trái quỷ nào cũng được sửa chiêu lại hết luôn á. Đây chiêu Z của nó là mình sẽ biến thành con rồng, chiêu Y là dùng để bay. Chiêu C thì nó sẽ gầm mắt máu nha anh em, gầm mắt máu nha. Nếu mà đứng gần á, một cái chiêu ném lửa đó thì nó cũng khá là mạnh, nhưng mà quan trọng là anh em phải ném trúng người ta nó mới mạnh. Cái trái này xài kỹ năng định hướng đó anh em ạ. À, thấy trái vậy chứ phải xài kỹ năng định hướng nó khá là nhiều đó anh em. Thấy mình sau một khoảng thời gian cài cuốc này nọ kỳ công thì nó cũng gọi là đã full 2000 cấp. Nó cũng không có khó khăn gì mấy, chỉ cần anh em chịu bỏ một chút thời gian ra để farm mỗi ngày vài trăm cấp là được rồi, không cần phải ghi đầu farm một phát một cho nó lên 2000 cấp các kiểu. Thì anh em nhớ đó, ngày đầu tiên mình cài được 600 cấp, ngày thứ hai mình lên được 300 cấp, và cứ mỗi ngày mình lên khoảng 100 hay là 150 hay là 200 cấp gì đó thôi, chứ không cần là này kia. Thì mình ra server hồ mình thấy cũng game này cũng lâu rồi, nhưng mình thấy cũng hình như có một số bạn cũng đã đang chơi lại á, kiểu cấp không có full. Mình biết khắp cấp không full là lý do là tại vì mấy bạn nó có lại đánh mình mà đánh mất mình là có 500 máu không à, là mình biết là chưa có full điểm. Tại vì full điểm thì trong game này anh em không cần full cấp trước, chỉ cần full một cái dòng điểm nào đó thôi, lấy cái dòng đó ra để đánh nhau thì cũng khá là ok. Chỉ cần full máu và full một cái dòng điểm evil là đã đánh nhau rồi, evil food là đã đánh nhau rồi, không cần phải full cái dòng kia. Cái dòng kia là một cái dòng phụ thôi. Mà mình nghe nói hình như là trái này nó có một đặc biệt á, là anh em khi biến thành rồng có thể sử dụng chiêu kiếm. Đó, hay là ở chỗ này anh em đó, anh em thấy sự khác biệt của trái quỷ 7,5 triệu rồi đó. Mà hình như nghe nói là trái của Luffy cũng làm được chuyện đó nữa, không biết là đúng không, tại mình cũng có xài trái Luffy rồi, mình chưa sử dụng thử kiểu cầm kiếm mà đánh á.
có biết được. Đây, mà hai kia quan sát lên lại chém tới đôi với con boss này mà. Kia quan sát lại chém tới đôi với con boss vẫn được nhá. Cờ buồn thiệt luôn á, là mình chưa có được cái cây kiếm của xanh tóc đỏ, mình sẽ cố gắng có được trong ngày hôm nay nhé anh em. Cái đó là mới là hot của những ngày qua. Và cái của Bo Hancock, trái trong game á là nó để là lớp lớp, nhưng mà trong phim nó là trái Mero á. Lúc mà con Bo nó đánh cái kiểu Mero á anh em, nên là có xem phim thì sẽ biết thôi. Còn mình nghĩ chắc video này thì mình sẽ kết thúc tại đây thôi, chứ mà để mua để sử dụng trải nghiệm thử trái quỷ sau khi nó update là như thế nào. Và trái là lần đầu tiên mình bỏ 7 triệu rưỡi ra để mình mua cái trái quỷ này luôn á. Hồi xưa thì quay 250.000 ra rồi, mình nghĩ nó dễ, mà hôm nay mình bỏ mấy chục triệu mình quay lại, quay qua nó không ra anh em à. Thôi, chắc mình cũng kết thúc video này tại đây thôi. Anh em thấy video này như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình cũng cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian để xem clip của mình nha. Hẹn em ở những clip sau, bye bye.